Kính chào các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Bữa nay là chiều ngày thứ thứ 6, ngày 18 tháng 8 2023. Thứ 6 chứ không phải thứ 7 anh em. Hồi nãy mình video kia mình nói lộn ngày thứ 7. Thì tuy là cũng 5 giờ chiều rồi nhưng mà vừa trải qua một trận mưa rào. Trận mưa rào thôi, mưa không có lớn. Thì ông trời ổng lại nắng trở lại. Trải qua một trận mưa cái hay nắng gắt lại mọi người. 5 giờ chiều mà vẫn nắng rất là gắt anh em thấy không? Nắng rất là gắt. Và mình mới cách đây 2 tiếng đồng hồ mới nhận được một cái đơn hàng từ một anh ở Tân Hồng Đồng Tháp, ở Tân Hồng Đồng Tháp anh em, khá là xa. Thì mình cũng nói thiệt, mình không có nói tên nha. Nhưng mà thì ông anh mình làm một cái nghề rất là đặc biệt anh em. Là anh đi chăm sóc 2-3 ngàn sinh mạng gì đó ở trên cánh đồng. Thì nói tới đó là chắc anh em cũng biết ha. Ở vùng những vùng trên bây giờ còn nghề mà người ta đi, người ta giữ vịt đó anh em, người ta chăn vịt, vịt lứa hoặc là vịt đẻ. Thì anh này thì mỗi một ngày anh đi qua có thể là 2-3 cánh đồng, hoặc là có thể ở một cánh đồng đó trong vòng nửa tháng để cho vịt nó ăn. Thì ảnh thường xuyên xa nhà và thường xuyên là sử dụng điện ké của những hộ dân mà ảnh có lui tới, sử dụng ké ví dụ như là sạc điện thoại nè, hay là sạc bình nè anh em. Ảnh có mang theo cục sạc luôn. Và ảnh đi tới đâu thì ảnh ké hộ dân ở đó để ảnh sạc bình để ảnh xài ban đêm. Đó thì nó cũng khá là vất vả, với lại nó hơi lu bu. Thì ảnh mới phát hiện ra cái kênh của mình trong một lúc mà ảnh ngồi uống nước mía trong tiệm nước mía. Nó có wifi mọi người. Cái ảnh mở wifi điện thoại anh lên và ảnh coi, tình cờ anh gặp mình. Và ảnh cảm thấy có lý. Đó, làm như thế này thì sau này chúng ta phải đỡ phải nhờ những hộ dân giúp đỡ. Thì ảnh có liên hệ với mình, ảnh lấy một cái hệ đơn giản thôi. Sau này sẽ có nhu cầu nâng cấp thêm. Thì ảnh lấy đơn giản như thế này. Một tấm pin 120W. Tấm pin này nó cho ra điện áp từ 25 tới 30V. Vì ảnh thường xuyên chạy đồng cho nên ảnh không có lấy tấm pin 200W được. Chứ ảnh cũng rất là thích tấm pin 200W. Nhưng mà buộc phải lấy tấm 120. Chiều dài 1m, chiều ngang là 6.8 tấc. Lấy tấm này lý do là đơn giản thôi. Tại vì ảnh dễ bỏ lên chiếc xe kéo gì của ảnh á, chiếc xe kéo gì đó, rồi ảnh kéo xuống xuồng, kéo xuống Hà Lan, sau đó ảnh diễn tả đó kích thước tấm này. Ảnh lấy một tấm thôi, ảnh nói sau này ảnh có cố gắng lấy thêm 2 tấm để ảnh chạy từ đồng này qua đồng khác thì ảnh sẽ buộc 2 cái tấm pin lại ha. Thì mình vừa thì mình tranh thủ có nắng nè, mình test cho anh em tham khảo luôn. Mình đi xuống 2 cọng dây đây, MC4 bấm hết rồi, đi qua CB này. Và ảnh để gọn nhẹ thì ảnh lấy con Elejoy. Elejoy ngoài gọn nhẹ ra thì nó còn chống nước nữa. Lỡ như ảnh đi ở dưới xà lan đó, ảnh đi dưới xuồng đó, thì nó có rớt xuống sông thì cũng vớt lên liền cũng không sao. Nói chung là nó chống nước, hoặc là ta mắc mưa chút đỉnh thì nó không sao. Anh em đừng có ngâm luôn dưới nước là được à. Ngâm thì nó có thể nó thấm ha. Rồi, thì hai bộ phận tấm pin với lại cái Elejoy này thì an tâm là không có sợ nước đâu. Bình thường. Nhưng mà con này là mình khuyên anh là sử dụng rồi nên gọi là cẩn thận. Ví dụ như mình xài xong là mình phải bỏ vô giỏ, hoặc là bỏ trong nhà, hay là bỏ những cái nơi nào mà nó thật là an toàn rồi mới di chuyển đến cánh đồng khác. Chứ nó không phải như Elejoy, không phải như tấm pin mà có thể mắc mưa được. Còn cái ác quy thì cũng có thể mắc mưa ha. Ác quy thì anh nói với mình là bà con người ta cho ảnh mấy cái ác quy rồi. Người ta thấy ảnh cần ác quy để xài ban đêm á. Cho nên khi mà ảnh đi ké nhà sạc bình của người ta đó, cái là người ta có quyền, người ta cho anh được mấy cái rồi. Đó thì hồi đó giờ anh xài hệ 12, cũng có xài 220, nhưng mà ảnh có cái con kích sóng sinh vuông xài rất là chán, cho nên ảnh ít xài 220, ảnh xài hệ 12. Và bây giờ ảnh lấy cũng hệ 12 nhưng mà sinh chuẩn, lấy con sinh chuẩn của mình. Thì con này hiện tại đang bán 950 bao ship nè, sinh chuẩn nha, 1.600 nha. 1.600 anh em xài 1.000 trở lại thôi. Thì hy vọng với cái hệ nhỏ này của mình, thì cái hệ của mình cung cấp cho ảnh tấm pin với lại con Elejoy với lại con kích đó nha. Chứ còn cái bình là ảnh có rồi, không có cung cấp. Cái quạt này mình thử thôi chứ mình cũng không có bán quạt. Đó thì cái tấm pin đó thì mình báo giá lại này. 1.1 triệu mình bao ship. Đó, 1.1 triệu bao ship. Con Elejoy này 850 bao ship. Kích 1.600 hệ 12 này 950 bao ship. Cứ như vậy thôi thì mọi người có thể sạc bình. Không cần phải đi nhờ cậy những cái hộ dân lân cận, hoặc là anh em nào mà ở nhà nhưng mà thì hy vọng là cái hệ nhỏ này của em sẽ làm cho ảnh đỡ vất vả hơn trong quá trình di chuyển ở trên đồng ha, từ cánh đồng này qua cánh đồng kia. Thôi bây giờ thì trở lại với công việc chuyên môn một chút.
Thì mọi người có thể sử dụng cái hệ này cho bơm hồ cá nè, wifi nè. Nhiều anh là xài wifi nhưng mà sợ khi cúp điện thì sao không xem được wifi. Rồi xài những cái phát wifi rồi ha, rồi xài những cái chuông cửa này kia đó. Nhiều khi anh em sợ điện lưới nó không cung cấp 100%, cho nên là nó cũng cũng hơi khó. Hoặc là anh em nào gắn camera giám sát nhà mình đó, sợ cúp điện thì cũng không quan sát được ăn trộm, thì anh em có thể chọn những cái bộ nhỏ như vậy. Đặc biệt là hôm bữa giờ mấy anh bơm hồ cá mà cái ắc quy 12V á, thì chọn cái kiểu này rất là nhiều. Anh em sẽ không lấy cục này nha, mà lấy tấm pin với con elejo với lại về nhà kiếm cái bình cái nữa là xong. Về nhà người ta bơm hồ cá thoải mái nha. Đó, hệ 12V thì ta không cần cái kích đó đâu. Làm như vậy thì người ta đỡ phải đi dây lừa rùm ra, khỏi sợ điện đài giật nguy hiểm. Thì với một tấm pin đơn giản như thế này thôi, mọi người có thể đổi tấm này bằng tấm 100W hoặc là 200W hoặc là 150W là tùy mọi người nha. Hoặc là thậm chí anh em chơi tấm 400W cũng được, elejo đó cũng chạy bình thường không sao. Đó, nó lắp được 450W pin trở lại. Và điện áp tấm pin là từ 17V cho tới 57V. Lắp cũng thoải mái lắm. Đấy, kết nối rồi thì cũng đơn giản, mình có thể đi tới lui vậy nè, quay cho anh em thấy cái kết nối. Ở đây thì ở mé bên trái của con elejo á là tấm pin đầu vào ha. Bên trái này nè là đầu dài của tấm pin. Thì cái màu đỏ là dương, còn cái màu đen là âm. Còn ở bên phải là đầu vào của ắc quy, cái màu vàng là dương, cái màu đen là âm. Và con elejo này thì nó chạy nói chung là nó rất là ổn định mọi người, cực kỳ ổn định. Này, nó lên điện nè anh em. Đó, ở trong video thì anh em có thể thấy nó chớp chớp nhưng mà ở ngoài thì rất là ok. Hiện tại tấm pin đang là 24,8V. Dòng của tấm pin đang xuống là 1,5A. Nói chung là cũng chiều rồi, có nắng nhưng mà nắng chiều cho nên là cái công suất nó không cao đâu. Bây giờ là 5 giờ chiều rồi anh em. Anh em mình review cái đồng hồ cho mọi người xem. Thấy không? 5 giờ chiều à. Đó. Thì nó đang sạc xuống ắc quy là 13,3V và dòng sạc là 2,64A. Sạc cho hai cái ắc quy cỏn con này của mình. Và bây giờ thì chúng ta có thể kích ra và xài bình thường. Mình hy vọng rằng cái hệ như thế này sẽ làm những anh em như là đi ấy dịch giống như mấy anh nãy ha. Và những anh mà đi dưới ghe, đặc biệt là mấy anh có ghe xuồng ba lá đó. Xuồng ba lá thì có một cái miếng che nhỏ thôi, đủ để một tấm pin này thôi, chứ không có để được tấm pin 450W, tấm pin 120 này thôi. Thì anh em để tấm pin này lên cái miếng che đó và làm một cái hệ nhỏ như vậy đi dưới ghe ha. Đó, đi dưới ghe như vậy thì ta có thể cắm điện sạc điện thoại, hoặc là ta có thể bắt một cái quạt hoặc là bóng đèn hay là gì đó, thậm chí ta cắm một cái tivi cũng được. Đó, nói chung là cũng thoải mái. Tâm sự với anh em mà bị gián đoạn bởi những cuộc điện thoại đặt hàng thì anh em thấy nó đơn giản vậy thôi. Một tấm pin thôi ha. Đó, hệ thống đơn giản thôi, chúng ta có thể xài những cái thiết bị như tivi, đèn, quạt. Đó, rồi sạc điện thoại. Ở này mình không có xúi anh em là gắn tủ lạnh vô nha, tại vì tủ lạnh nó nuốt điện nhiều. Một tấm pin này thì có thể nó không có đủ, tấm này có 120W thôi. Giá 1,1 triệu bao ship nha, elejo 850 bao ship. Anh em nào đam mê mua hàng thì hãy liên hệ em. Những cái hệ như thế này em đều có thể ghép và bán cho anh em rất là nhanh gọn lẹ thôi. Nói chung là hệ này là những cái hệ đơn giản và rẻ tiền và nhưng mà bền nha. Tấm pin đó là không bao giờ có chuyện hư hao gì đâu. Pin nó bảo hành 12 năm nha mọi người. Elejo được bảo hành 6 tháng nhưng mà Elejo là rất là bền. Đó, còn vấn đề con kích đó thì hên xui. Ở con kích thì anh em xài là nhiều bạn xài hoài không thấy gì hết. Nhưng mà nhiều bạn thì xài 2-3 tháng thì nó lại bị hư. Đó, nói chung là tất cả loại kích trên thị trường đều như vậy chứ không phải riêng gì kích này. Cũng cũng không nói trước được. Nhưng mà hư thì người ta sửa chứ cũng không sao. Kích này hoàn toàn có thể sửa được. Đấy, mình bán một loại kích này thôi. Tại vì mình thấy nó cũng giống như những con kích cao cấp khác thôi. Cái vấn đề hư hao gì là vấn đề hên xui. Chứ còn mà nói, con kích của tôi nó bền lắm, nó xài 5-7 năm. Là không có người nào bán dám nói vậy đâu anh em. Không, không, không ai dám nói hết. Nó còn phải tùy thuộc vào cái người sử dụng nữa. Nhiều khi anh em sơ suất cắm lộn cái âm dương này thôi là cũng có thể nó bị hư nữa, cho nên là không không nói trước được nha. Còn cái tấm pin với con elejo thì mình khẳng định với anh em hai cái món đó nó bền lắm. Đấy, thì mình đó, mình cho cái quạt nó quay nãy giờ cũng rất là lâu rồi, anh em thấy hệ đơn giản thôi. Đặc biệt là nè, anh em mà gắn hồ cá nè, hồ cá mà điện 12V đó, anh em chọn cái hệ này ok lắm. Wifi, camera nè, chuông cửa nè, anh em chọn cái hệ này không có sợ bị cúp điện lưới, đặc biệt là wifi. Nhiều bạn đi xa gia đình nó sợ là cúp điện cái thằng bọn ác anh em nó vô nhà mình. Bọn ác ở đây là có thể bọn ác ban đêm nhưng mà cũng có thể là yêu râu xanh nữa. Đó, nó vô nhà mình khi mà
mà có điện cái nó cố tình nó cúp điện. Ồ, nó có thể giật dây điện nhà mình, nó cúp điện nó cúp điện để nó làm chuyện ác nào đó. Khi đó thì chúng ta không có cái hệ lưu trữ lại, không có hệ năng lượng mặt trời như thế này thì chúng ta sẽ gặp nghịch cảnh ngay. Đó đó là mình nói chơi thôi nha mọi người, chứ không phải chuyện đó có thể xảy ra mọi lúc mọi nơi. Rồi thôi mình chắc ở đây kết thúc video. Anh em nào đam mê thì hãy liên hệ mua hàng nha. Đó, em rảnh rảnh cái này đúng ra em không có review, em tính là em gói và tối nay em gói xong rồi ngày mai em đi gửi, nhưng mà tại vì em thấy có nắng nè cho nên là sẵn đó review cho anh em xem có một chút thú vị cuối tuần vậy ha. Xin chào anh em, hẹn gặp mọi người những video lần sau.